Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề kinh tế phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trên kênh L34. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, cùng với đội ngũ doanh nhân cả nước, doanh nhân tỉnh Long An đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Thông qua các chủ trương, chính sách, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, tạo điều kiện phát huy tiềm năng và vai trò tích cực của doanh nhân trong phát triển sản xuất kinh doanh. Cộng đồng doanh nhân, trong đó có các doanh nhân thuộc hội doanh nhân trẻ, đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy cho phát triển thương mại dịch vụ. Một số khu dân cư, đô thị mới đã và đang được hình thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, nhà ở cho người dân tái định cư. Con đường nhựa dài trên 1 km này được kết nối với đường Mỹ Hạnh Gò Mối dẫn vào khu dân cư Phú Sinh tại ấp Trừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, do công ty cổ phần địa ốc Cát Tường Đức Hòa đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để xây dựng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa tham gia xây dựng phát triển địa phương, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại sinh sống của người dân. Được mở con đường này á thì ở trong ấp xã Mỹ Hạnh Bắc á thì bà con cô bác ở đây á thì thấy nghĩa là cũng vui mừng. Trẻ em đi học hay là các chỗ nghĩa là lợi, nghĩa là vui chơi ở trong cái ở đây thì tôi cũng muốn nghĩa là để cái dân cư này á nghĩa là được nghĩa là phát triển. Được biết dự án này nằm trong quy hoạch từ nhiều năm trước nhưng do chủ đầu tư chậm triển khai hoàn chỉnh nên đã gây bức xúc cho người dân. Cùng với chủ trương chuyển đổi nhà đầu tư xóa quy hoạch treo của tỉnh, công ty cổ phần địa ốc Cát Tường Đức Hòa đã nhận chuyển nhượng lại và nỗ lực thực hiện các dự án như quy hoạch. Khu dân cư sinh thái Cát Tường Phú Sinh có diện tích 27 hectare chuyển đổi từ vùng đất năng, phèn, nay được quy hoạch thành các khu dân cư, nhà phố liền kề, phố thương mại và nhiều công trình diện tích khác gồm trường mầm non, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, công viên, sân bóng đá, hồ sinh thái theo hướng phát triển tương lai. Hiện tại, giai đoạn 1 đang tích cực được triển khai, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở hoặc mua căn hộ xây dựng sẵn để sinh sống. Trong tương lai, nơi đây sẽ là khu dân cư sinh thái phục vụ cho đa dạng nhu cầu đối với người dân tái định cư, người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp có nhu cầu về nhà ở. Là một địa điểm dân cư mới được quy hoạch khang trang, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đây là tâm huyết của đội ngũ doanh nhân trẻ tại công ty cổ phần địa ốc Cát Tường. Trong đó có doanh nhân Trần Quốc Duyệt, tổng giám đốc. Công ty cổ phần địa ốc Cát Tường Đức Hòa, thành viên hội doanh nhân trẻ của tỉnh, là một trong số 100 doanh nhân nhận danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao tặng vào tháng 6 năm 2016. Công ty cổ phần địa ốc Cát Tường Đức Hòa là một trong số 21 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua tại họp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam vừa được tổ chức. Với cái quyết tâm là những cái người trẻ năng động thì chúng tôi là luôn luôn là kết hợp và trao đổi thông tin với nhau để làm sao có được nhiều cái kinh nghiệm trong các cái ngành nghề khác nhau. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã nói rồi là chúng tôi đầu tư và đưa ra những cái sản phẩm phù hợp nhất với cái đối tượng là tức là người có thu nhập trung bình thấp. Cơ sở hạ tầng cũng như là khi người ta về thì chúng tôi là hỗ trợ cho người ta từ KT3 hộ khẩu rồi cho con nhập học cũng như là hỗ trợ để làm sao là có công ăn việc làm ngay tại địa phương luôn. Nhà đầu tư cũng là cam kết cũng nói là có nghĩa là cũng là hoàn thiện đầy đủ hết trên mọi lĩnh vực cái nhà đầu tư là cam kết đó. Thứ nhất là đồng hồ điện là mắc đến từng nhà này. Sẽ là ví dụ mai một đây là mình mà thích chuyển hộ khẩu về đây là chủ đầu tư người ta cũng hỗ trợ cho mình về là trước tiên là làm KT3 để sinh sống trước để sau đó nhập hộ khẩu để làm hồ sơ cho con em nó đi học. Sự đóng góp của cộng đồng doanh nhân, trong đó có các doanh nhân thuộc Hội Doanh nhân trẻ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, còn được nhìn nhận qua việc hình thành quy hoạch 28 khu công nghiệp, 32 cụm công nghiệp với tổng số trên 60 nhà đầu tư hạ tầng. Và đến nay đã có 16 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp với trên 1.000 nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án đầu tư đi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh hiện có trên 7.800 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 190.000 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Long An là một trong những tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu và thu ngân sách lớn trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016 là một năm nền kinh tế phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng những biến động của nền kinh tế thế giới cùng những khó khăn riêng. Tuy vậy, với sự quyết tâm và tinh thần tương trợ, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã vượt qua thách thức và đạt được những thành quả nhất định.
Trong 9 tháng đầu năm 2016, chỉ số phát triển công nghiệp EPP của tỉnh tăng 13,4% so với cùng kỳ tăng 12,6%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 104.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp giá hiện hành gần 138.000 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội khoảng 42.600 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đối theo hướng công nghiệp hóa, với tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP đến hết năm 2015 đạt 44,5%. GDP bình quân đầu người đến hết năm 2015 đạt 50,5 triệu đồng. Ở từng quy mô, lĩnh vực, ngành nghề phát triển khác nhau, đội ngũ doanh nhân trong tỉnh đã từng bước nâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, thể hiện tính năng động, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều doanh nhân đã tích cực tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, ngày càng trách nhiệm hơn với xã hội, cộng đồng, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đội ngũ doanh nhân thì trong có nó có cái đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Long An chúng ta trong thời gian vừa qua này phát triển về cả số lượng, về cả quy mô. Đấy thì phải nói rằng là cái lực lượng doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp trên địa bàn đó, trong đó có lực lượng doanh nghiệp trẻ, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ thì đã đóng góp cái vai trò rất là lớn cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là cái thu nộp ngân sách, rồi cái đóng góp ngân sách, rồi cái giải quyết lao động, giải quyết công ăn chuyện làm cho người nông dân, cho người lao động của chúng ta, rồi kể cả làm các cái phong trào giải quyết chính sách xã hội, các phong trào tình nghĩa tình thương, vân vân. Thì ủy ban tỉnh đánh giá rất là cao cái sự đóng góp của lực lượng doanh nhân trẻ trong cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua. Chính quyền Long An sẽ đảm bảo với doanh nghiệp rằng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An, và xem cái khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn của chính quyền, cũng như là cái thành công của các nhà doanh nhân, trong đó có doanh nhân trẻ, sẽ là cái niềm vui và cái niềm động viên khích lệ của chính quyền trong cái hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mừng ngày doanh nhân Việt Nam năm nay, tỉnh Long An đã họp mặt tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các sở ngành địa phương luôn là sự động viên khích lệ, tạo điều kiện để doanh nhân đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực quan trọng đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh công nghiệp vào những năm tới theo như kỳ vọng chung hiện nay.